chị nghe bài bao nhiêu rồi? Ôi rồi, mọi người hẹn 12 rưỡi rồi. Giờ không còn ai vào. Ai vào nhỉ? Ngô Chí à? Nhật Cung đi nhanh nha. Vì cách xem giống như Cường Cung. Đâu rồi? Hello. Hello Ngô Chí. Ok, hai ba người là được mà. Có nhắn tin ở đâu nhỉ? Mất cái chức năng nhắn tin trên. Ok nhá. Hello. Xin ngủ gật à? Ừ. Hôm kia là khu thê luận rồi đúng không? Tình duyên luận rồi đúng không? Mọi người tự luận được hết chưa? Huynh đệ này Điền Trạch. Huynh đệ Điền Trạch và Nô Bộc nhá. Alo. Đâu nhỉ? Nhắc lại nhá. Thứ tự xem theo từng bậc là như thế nào. Một này, xem tại cung đó này, xem tại cung. Muốn xem tại cung đó ấy, phải gồm, tức là cái bậc đầu tiên ấy, mình xem được tại cung đó gồm những chính tinh gì, phụ tinh gì, hay là những cái sao gì nó nhỏ, nó ở đó, được chưa? Xem tại cung nhá. Ok. Đọc được cái tại cung nữa là tính chất của cung đó rồi. Bước thứ hai, tức là xem được xa hơn, đi xem được nhiều hơn, rộng hơn, tức là các mặt của vấn đề nhiều hơn, thì là gọi là xem được tam hợp này, tam giác này, được chưa? Cái thứ hai, xem được chính chiếu, tức là cái nguồn tác động. Cái thứ ba là xem gì nhỉ? Nhị hợp. Những cái gì mang lại nữa. Cái thứ tư đến buổi 11, 12, 13 mới có nha. Đó là luân cung. Đây là gọi là các cách giáp. Hôm sau trong bài phú thì mình sẽ nói nhiều hơn về các cách như thế này này. Tam hợp và luân cung. Thì trong bài phú nó thể hiện rất rõ nét. Được chưa? Còn cái chính chiếu chính là tính là nguồn. Cái nhị hợp. Ok nhá. Đấy là bậc thứ hai. Bậc thứ ba, kết hợp bộ. Bậc thứ hai, khi qua được hai bậc này, các bạn đã xem được gần như tất cả các cung trên lá số tử vi, được có một cái nhìn tổng quan rồi. Đến bậc thứ ba là xem được kết hợp các loại bộ với nhau. Kết hợp bộ này, các bộ, các cách cục ấy, các bộ, các cách cục. Đây là bước thứ ba. Tầng thứ tư, ngũ hành. Xem được ngũ hành luân chuyển, lưu hạn. Đến bước này xem hạn mới chuẩn được nhé. Khi các bạn đã vượt qua được cái xem tại cung đấy có những tính chất gì, chính tinh, phụ tinh, tính chất gì nó thể hiện rõ nét. Bước thứ hai, xem được tất cả cái thứ gì gọi là tam hợp, nhị hợp, chính chiếu và lân cung, nó thể hiện các cung đấy và các yếu tố liên quan. Yếu tố thứ ba là sẽ kết hợp được các bộ, các sao, các cách cục đặc biệt hay không, có thể nhìn thấy ở các bước như thế này. Bước thứ tư là ngũ hành, luân chuyển và lưu hạn, xem hạn tập trung được. Qua được hai cái bước này thì các thầy mà nghiên cứu tầm ít, tức là nghiên cứu ra để xem không ấy, chỉ cần hàng bước thứ hai là xong, được chưa? Đến bước thứ ba, thứ tư ấy thì người ta có thể đến bước để hóa giải rồi. Hóa giải này,
cái này là để xem không này này, được chưa? Ngũ hành này, luân chuyển này, lưu hạ này, được chưa? Đây là các thứ tự mình đang ở bước thứ nào, mình chỉ xem chắc các bước đấy cho mình, tức là mình chưa nhớ được các cung nào, chưa nhớ được các sao, chưa nhớ được các chính tinh, đâu là chính tinh, đâu là phụ tinh, thì cứ xem tại cung cho chắc chắn đi đã, để tính chất của cung đấy là gì. Các bạn có thể thấy mình gửi cho tài liệu này không thì vào các trang giống như trang xem tướng ấy, có tử vi của học nó tại các cung đấy nó có tính chất gì, nhưng đọc phải có tinh thần tư duy phản biện một chút nhá. Sách, những cái sách đấy nó không hoàn toàn đúng đâu, chỉ được khoảng 50% thôi. Phải xem lại là vì sao cái tính chất đấy nó có phù hợp hay không. Chứ còn cái tính chất mấy cái mà hôm trước mà mình cho ghi cái cơ bản ấy, đấy là tính chất cơ bản của tử vi nguyên bản nha, từ ngày xưa nhá. Ok, còn ai đã kết hợp được rồi, kết hợp các bộ sao, các cách cục, ví dụ như các bộ sao là tử phủ vũ tướng, cơ nguyệt đồng lương, nhìn thấy các cách kết hợp, ví dụ như khôi việt hội khoa quyền lộc, được chưa? Cách tham vũ đồng hành, tham vũ đồng hành mà tham lang hỏa tinh, tham lang. Còn cách lân cung là giáp quyền, giáp khoa, giáp khôi, khoa, giáp quyền lộc, đấy là cách giáp. Hầu như người ta đã sử dụng đến kỹ thuật thứ hai rồi thì người ta có thể bắt đầu xem được cho nhiều người rồi, khoảng tầm 70-80% người hiện nay là có thể xem được. Còn hai kỹ thuật cuối dành cho cái bộ môn hóa giải trong tử vi thì cái này nó còn đòi hỏi phải nghiệp lý đủ lớn này, được chưa? Nghiệp lý đủ lớn mình mới có cái cảm nhận rõ nét về cái này, thì mình đã có một cái mốc rồi. Mọi người xem cho người không phải người thân của mình thì mốc đầu tiên là 10 người, mốc đầu tiên là 50 người, mốc thứ hai đấy 100 người, 300 người, sau đến là 1.000 người. Mốc mà rất hay đấy là 10.000 người, 10.000 lá số. Còn tổng của lá số trong cái tổ hợp lá số trong lá số tử vi là 503.000 nhé, có tổng cộng 503.000 cho tất cả các người hiện nay, tức là nó cũng chỉ là một cái tổ hợp xác suất thôi. Còn cái ứng đến đâu là do mình bắt đầu nghiệm lý dần dần khi 5 người, 10 người, 20 người. Đấy chính là cái kinh nghiệm của mình, cũng chính là cái lưu lại tất cả các thông số, ví dụ người đó có hạn như thế nào, cha mẹ như thế nào, bố mẹ con cái, nhà cửa đất cát như thế nào, 5 người thì là 10 người sẽ như thế nào, mình sẽ cảm nhận được. Đến khi mình làm được cho 100 người sẽ như thế nào, khi mình làm đến 1.000 người thì nó là cảm thấy khác rồi. Mình biết đến đâu, ví dụ ở giai đoạn nào mình biết đến đâu, mình chỉ xem đến đấy. Ở giai đoạn đầu hôm nay tổng quan một chút nhá, nếu không nhiều người lơ mơ quá, được chưa? Đã hôm trước luận đã có thể luận được một số thứ rồi, hôm nay là buổi cái gì nhỉ, xem được tại cung đó, ví dụ cung mệnh người ta có sao gì, thể hiện tính chất gì, cung quan lộc là có sao gì, thể hiện tính chất gì, có những trung tinh gì hay là phụ tinh gì. Chỉ cần xem những cái sao đấy, người ta đã thể hiện được tất cả các tính chất cơ bản rồi, được chưa? Cái thứ hai mình phải nhìn rộng hơn, tức là người ta phải xem được cái tam hợp, tức là mệnh tài quan phúc phối di, tức là hạ phúc gia di, tức là phúc tình duyên và thiên di là khi đi ra ngoài. Thì cái tam hợp đấy, hai cái tam hợp chính, tức là người ta đã nhìn được là gì, bản thân người đó, công việc của người đó, tiền tài của người đấy, cách nào để kiếm tiền, cách nào để làm ăn, cách nào để cái công việc chính, kỹ nghệ chính là trong cái tam hợp này này, cái chính chiếu là như thế này này, cái chính chiếu là khi đi ra ngoài sẽ như thế nào, hay là hai cái là cái nguồn của nhau, ví dụ phúc với tài là nguồn của nhau, quan với công việc với đường tình duyên, tức là gia đạo, muốn gia đạo ổn định thì quan nó phải như thế nào, mà quan tức là cái nguồn chính chiếu là cái nguồn đối lưu với nhau. Còn cái nhị hợp ấy là cái hợp, nhớ nhá, rất nhiều thầy sống thì bằng nghề nhị hợp này thôi nhá, kể cả trong xem ngày ấy. Cái nhị hợp này chỉ cần hợp với nhau thôi, tức là tí xỉu mình hôm trước mình có cái bảng rồi, ai đến buổi hôm nay mà chưa xem các bạn, tất cả các buổi đều liên kết với nhau. Bởi vì sao? Vì cái bảng mình ghi trong 12 cung ấy, được bạn đếm trên bàn tay này, tí xỉu dần mão thìn tỵ ngọ mùi thân dậu tuất hợp, tí với xỉu hợp thành thổ, được chưa? Ngọ mùi hợp thành thổ, được chưa? Hợi với đấy những cái các cung mình nhắc lại này, hợi với dần lại hợp thành gì nhỉ, thành mộc, tỵ với thân hợp thành thủy, được chưa? Còn mão với tuất là hợp thành hỏa, thìn với dậu thành kim, thấy chưa? Những ai năm nay năm dậu đúng chưa, tuổi thìn là được nhị hợp nha. Chỉ cần cảm nhận như thế thì các cung nó nhị hợp, nó cũng có các tính chất của như thế, thì người ta có thể luận đoán thêm về cái phần nhị hợp như thế này. Còn các cách giáp mình nói rồi, hôm sau bài phố nó thể hiện rất rõ nét về các cách giáp, được chưa?
có ba bài phú chính, phú nguyên bản bên Trung Quốc, hai là bài phú của cụ Lê Quý Đôn và người Bình Khiêm. Chỉ học ba dạng phú chính thôi, rất nhiều phú nhưng mà chỉ học ba dạng phú chính mà nó ảnh hưởng lớn nhất đến nền tử vi, được chưa? Còn cái đến tầng thứ ba, ai là nhận rõ nét nhất? Vào thì không tập trung tí vậy. Ai bắt đầu, người ta bắt đầu kết hợp các bộ sao, ví dụ tử phù vũ tướng là cách của bên quản lý kinh doanh, được chưa? Khối làm trưởng, nhưng mà tử phù vũ tướng kết hợp với bộ nào? Tử phù vũ tướng mà đi toàn bộ là địa không, địa kiếp, kình dương, đà la, hỏa tinh, thì làm cái đấy nó có khó khăn không? Đấy, đó là còn gọi là các cách kết hợp sao, các bộ sao, còn gọi là các bộ sao là quần thần thánh hội này, được chưa? Ví dụ hồ tử phù vũ tướng mà hội khôi việt, xương cốt khôi khoa thì còn gì bằng, đúng chưa? Nó chỉ đúng với lá số sinh tự nhiên thôi nhá. Sinh mổ nó còn có các yếu tố khác, hôm sau mình sẽ gửi cái bài thì sinh mổ sau. Còn các cách cục này, các cách cục cơ bản trong tử vi ở số toàn thư ấy, có 144 các cách cục cơ bản, nhưng mình không đề cao cái này đâu nhé. Các cách cục thì mình đánh giá các cách cục, ví dụ con người bên khối kỹ thuật thì như thế nào anh? Lát mình gọi lại nhé. Alo. Có giao từ bắt gọi lại nhé. Đang dậy thì nhắn tin lại cho, tầm 30 phút là nhắn tin lại cho. Đến đâu nhỉ? Đang nhắc lại nhá. Mọi người có nghe rõ không nhỉ? Thế này nhá. Kết hợp lại, khi chúng ta đã kết hợp được các cách cục, các bộ rồi, thì lúc người ta xem hạn ấy, lúc người ta bắt đầu xem vận hạn ấy, người ta bắt đầu kết hợp các cách cục và cách bộ như thế này, thì người ta biết là cái vận hạn của người kia đi đến là thuận lợi hay không thuận lợi. Có hiểu không nhỉ? Đến tầng thứ ba rồi đấy, khi người ta đã biết cách kết hợp các bộ, các cách cục lại với nhau, thì người ta chỉ cần nhìn sơ qua lá số là con người này đi theo cái vận trình thuận lợi hay không thuận lợi, có gặp vấn đề gì hay không trong cái đại vận đấy, thuận hay không thuận, những cái gì tốt thì những cái gì xấu, nó thể hiện luôn là cái tầng thứ ba này luôn này, được chưa? Khi đã nghiên cứu đủ lớn rồi, ví dụ lên tầng 5.000 đến khoảng 10.000 người rồi, người ta nhìn rõ nét nhất là về mặt ngũ hành, thì lúc này đụng chạm đến một môn giống như một môn bên Trung Quốc, đấy là môn tứ trụ và môn bát tự hà lạc, thì tử vi nó cũng lên đến cái tầng thứ 4 rồi, người ta cũng sánh ngang với các những cái bộ môn đấy luôn. Bởi vì sao? Khi ngũ hành của tất cả các cung thiên can đều có ngũ hành, đúng không? Địa chi đều có ngũ hành cũng chức cho ghi hết rồi, địa chi đều có ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, thì cái ngũ hành này nó lưu chuyển, nó luân chuyển nó như thế nào, kim mộc thủy hỏa thổ nó luân chuyển như thế nào trên lá số, nó thể hiện là con người ta khi gặp đến cái mức độ như thế thì vận hạn nó lên đến mức nào, hay hạn vẫn có cùng cái người đại hạn là bị mất tiền, thế sao có người đến mức phá sản, sao có người chỉ mất một ít tiền, hoặc cái tiền đấy để đầu tư, thì cái nó nằm ở cái tầng thứ tư đấy, tức là xem cái vận hạn của người ta nặng nhẹ thực tế, tức là tất cả các cung số nó thể hiện rõ nét nhất là như thế nào, hạn có chết hay không ấy, thì ở tầng thứ tư này. Khi đã nhìn đến tầng thứ tư thì nó sẽ sang các bộ môn khác rồi, vì mình đã coi như tử vi nó chỉ giải quyết từng ấy cái vấn đề thôi, mình đi vào chấm và nhìn thấy rõ tất cả các loại vận hạn hay có những cái vấn đề gì hay không, thì nó chính là cái bộ môn xem tử vi học, còn gọi là mệnh lý học nhá, được chưa? Vì sao xem tại cung đó nó sẽ kết hợp được là hình dáng này, hình thế này, tính cách này, nó thể hiện luôn tại cung đó và một phần của cung tam hợp, được chưa? Nó mà không nhìn rõ đúng không? Mọi người có nhìn rõ không nhỉ? Nghe rõ là được rồi. Ok. Sao đổi bút? Bút. Được chưa? Còn gọi là môn mệnh lý học. Môn này mà nó bao gồm luôn cả các môn, cái này là gồm năm tháng ngày giờ sinh, nó sẽ bao gồm luôn cả môn tướng. Tướng, tay, mộc, giải mộc, nốt ruồi, đủ cả. Thì xem tại cái cung này này, hai cái tầng đầu này kết hợp được với cái này chỉ là một phần thôi này, thì coi như là nhìn thấy tất cả, gọi là cái cơ bản của con người ta, được là xem cơ bản được này.
Khi nghiệm lý đủ lớn rồi thì sẽ đạt đến cái tầng tiếp theo là mình có thể cảm nhận được rõ nét là con người này có vận hạn cái gì không. Thì cái này nó thuộc thầy bậc cao rồi. Được chưa? Mình ở giai đoạn nào thì mình chỉ xem chắc cái giai đoạn đó, đúng chưa? Mình chưa thuộc tất cả các sao, mình chưa thuộc tất cả các cung thì xem tại cung đó thôi, có những cái vấn đề gì đúng hay nghiệm lý từng ấy người nó có vấn đề gì đúng hay sai như thế nào. Được chưa? Ghi lại, lưu lại. Sau là kết hợp nữa, nếu người đó là tam phương tứ chính như thế nào. Nhớ chưa? Hôm nay là các cách để xem từ đầu đến cuối nhá. Luyện từng tầng một, cứ chắc đến giai đoạn nào mọi người tiếp theo đến cái giai đoạn đó thì nó sẽ chắc chắn hơn. Đừng có lao vào kết hợp, đừng có lao vào các cách cục làm cái gì, đừng có lao vào ngũ hành nó luân chuyển như thế nào, kim mộc thủy hỏa thổ nó luân chuyển như thế nào. Bởi vì sao? Mình đang chưa thuộc tất cả các cung, mình chưa thuộc tất cả các tam hợp nhị hợp nó như thế nào, có gặp những cái vấn đề gì thì chưa thể nói trước được là cái này nó kết hợp lại có đúng hay không. Được chưa? Các cách xem nó cũng thế thôi. Rõ nha. Ok. Và bài tiếp theo. Và bài tiếp theo là gì nhỉ? Điền Trạch. Điền Trạch, nô bộc và huynh đệ. Điền Trạch trước đi, đất cát trước đi. Nói thật đất cát thì nhìn sơ qua thôi, chứ còn xem đến phía dưới này này, nhìn thấy các bộ kết hợp rồi thì người ta kim cả cái vấn đề của nhà cửa phong thủy đất cát vào thì mình chỉ nhìn sơ qua thôi nhá, chưa thể xem được kỹ đâu. Ok. Điền Trạch 250. Điền Trạch này đâu rồi nhỉ? Tỷ lệ chính xác sao ở tam hợp bằng khoảng bao nhiêu phần trăm nếu nằm ở chính cung hả thầy? Thường thường hai cái cách đầu nó nếu vận dụng thành công ấy, tỷ lệ chính xác nó sẽ rơi vào 90-95% và vẫn sắp xuất sai nhá. Cái đấy không đấy. Nhưng mà khi đã biết về mặt ngũ hành rồi hay kết hợp cách cục rồi thì lại không sai nữa. Được chưa? Còn cái chính cung ấy, nhiều khi vì sao cái trường hợp mà song sinh ấy, cái trường hợp song sinh ấy, tức là cùng ngày cùng tháng cùng năm hoặc là cùng đứa trẻ đấy sinh ra trong cái bệnh viện đấy đều là sinh tự nhiên hoặc sinh mổ, nhưng mà cái mổ đấy là do tự nhiên, được chưa? Tức là không phải là chọn ngày chọn tháng chọn năm sinh, thì cái chính cung đấy nhá, cái chính cung của lá số đấy nó chưa hẳn nó nằm mệnh của người đó, nó nằm ở chính cung đâu, mà nó nằm trong một trong tam hợp này này, hoặc nằm ở cung chính chiếu này, cùng là đứa trẻ sinh ra thì cũng có các cách luận khác nhau, nhưng mà hầu hết là ở cùng cung nhá, 6 cung lớn. Những trường hợp cùng năm, cùng tháng, cùng ngày, cùng giờ, cùng lá số, hết sức cẩn thận một chút, được chưa? Hỏi xa thế làm gì? Cứ xem được cơ bản đi đã. Ok nhá. Chạy xì nhá. Được chưa? Này là Điền Trạch này, chính là đất cát nhà cửa này. Ok. Điền Trạch thì luôn đi gắn liền với thổ nhá. Thì trên lá số những cung nào là cung thổ, mọi người có thể nhìn nhận ra ngay. Thìn Tuất Sửu Mùi. Thìn Tuất Sửu Mùi. Mặc định của Điền Trạch này nhắc này, Điền Trạch và tài. Tiền tài, tài bạch này. Tài bạch luôn ở những cung Thìn Tuất Sửu Mùi luôn có cái lợi thế hơn các cung còn lại. Bởi vì sao? Nhập kho, nhập mộ, nhập đất. Dùng từ cho chuẩn nha. Nhập kho. Tiền thì nhập kho. Chết thì nhập mộ. Nhập thổ, nhập đất. Thì những cung này nó biến động nhiều nhất là nằm ở Thìn Tuất, còn Sửu Mùi thì nó ổn định thôi. Được chưa? Còn các cung khác thì xét như bình thường. Duy tại bốn cung như thế này thì Điền Trạch mà nó vốn là đất đai nhà cửa ruộng nương, nó thuộc về thổ, thì cái cung thổ ấy, trên lá số trên 12 cung ấy, là kim mộc thủy hỏa thổ đấy, là xỉu này tí xỉu này, được chưa? Dần mà nó thìn này đến thìn này, tị mọ mùi này đến mùi này, thân dậu tuất này đến tuất này,
được chưa? Nhịp bấm trên bàn tay nhớ chưa? Tất cả bấm được trên bàn tay nhá. Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi, kể cả tuổi cũng bấm được trên bàn tay này luôn. Tuổi là tên thôi mà, đúng chưa? Hết pin rồi. 20% rồi. Không sao, đủ. Chắc là không đủ tất cả bài. Thìn Tuất nhập bộ nhá, được chưa? Điền Trạch đất cát dụng nương ấy. Ngày lại nhắc đến cung điền này. Ngày xưa toàn ở đất có cái thầy ở Tràng Lợn ở Nam Định ấy. Thì nhà nào xem toàn là quanh nhà, mà quanh nhà thì lúc nào đứa trẻ nào sinh ra đều bảo là Điền Trạch nhiều 20% là được rồi anh. Điền Trạch đều bảo là ở đâu nhỉ? Thẳng cánh cò bay. Tưởng là ruộng đồng tính là thẳng cánh cò bay mà. Ok nhá. Vẫn cách xem đấy, xem Điền Trạch là đất cát này. Đất cát này. Nhà cửa này. Cửa này. Ruộng nương này. Ok. Xem cái này thì vẫn cách xem đấy, bốn cái cách xem mà mình nói đấy. Và cách xem đấy, cách xem đầu tiên tại chính cung đấy có những chính tinh là như thế nào. Ví dụ tử vi ở cung mệnh thì như thế nào, tử vi ở Điền Trạch, tử vi dù là nó ở cung nào nhá, nó đều mang phúc giáng quyền, được chưa? Mang phúc giáng tiền, giáng quyền, giáng tiền, liêm trinh, thiên đồng, ngũ khúc, được chưa? Thái dương, thiên cơ, thiên phủ, thái âm, tham la, thiên tướng, thiên lương, thất sát thì ở như thế nào, phá quân như thế nào, kinh. Thì mình gửi hết trong cái bộ tài liệu đã đến cung Điền Trạch thì cứ vào đấy mà xem thôi nhá. Sau đến các bộ ở trung tinh. Trung tinh, chính tinh này. Chính tinh thể hiện như thế nào? Sau đó trung tinh. Kinh đà không kiếp hỏa linh, không kiếp ở Điền Trạch ạ, thì thăng lúc lên lúc xuống nó thất thường mà. Kình dương đà la ở Điền thì có lúc rất phát nha. Kình dương đà la ở Điền Trạch ấy, đặc biệt là kình dương ở tứ mộ ấy, còn gọi là kình thiên, được chưa? Thì nó có lúc rất phát. Còn kình dương hỏa linh mà ở Điền Trạch ấy, có rất nhiều người xem mà thầy theo đường âm ấy, thì hỏa linh thường tính là phần âm ấy, tức là hay có nhà có ma, hay có ma só đấy, là hỏa linh. Hoặc trong cái khu điền đất đấy, cái địa thổ đấy có người bị điện giật sét đánh, được chưa? Hỏa linh nó thể hiện như thế luôn, hỏa tinh linh tinh. Văn xương văn khúc mà ở điền ấy, thì cái nhà cửa của cái người có cung mệnh có cung điền như thế nhá, thì con cái rất được hưởng. Bởi vì sao? Thì cái điền đất nó dễ sinh ra những quý nhân quý tử. Hoặc thiên khôi thiên việt ở điền thì là có người trợ giúp. Thiên khôi thiên việt tam thai bát tọa này, thiên quan thiên phúc, ân quan thiên quý, quý nhân, được chưa? Có những cái quý nhân nó đến tại cung điền thì là cái Điền Trạch khá là may mắn, đặc biệt tam thai bát tọa, khôi việt, xưng khúc, khôi khoa, được chưa? Thì nó nằm ở điền ấy, những cái trung tinh đấy thì có người trợ giúp mang lại, tức là cái đất cát nhà cửa đấy, đó là một phần may mắn của mình hay may mắn được người khác trợ giúp. Nếu không có những cái sao đấy, thường thường là tự tay lập nghiệp, đặc biệt vào rơi sao thiên cơ ấy, thiên cơ tự tay lập nghiệp. Còn chưa tham lang hỏa tinh, tham lang thất sát ở điền, thất sát này, tham lang này, phá quân ở điền này thì có lúc gây dựng rất lớn, nhưng mà nếu là gặp vào vận hạn mình có thể đốt rất nhanh, điền đất bán sạch. Đặc biệt là điền đất là nó tính cả từ thiên không này, được chưa? Còn điền đất có tuần triệt ấy thì phải luận đoán hết sức cẩn thận. Mình đã nói rồi hôm trước buổi về tuần triệt rồi. Tuần là cái gì? Là cái tấm thông bào. Lại nhắc lại, tuần là cái tấm thông bào, nó chắn các sao tốt nó đến, nó cũng chắn được sao xấu, được chưa? Triệt là nó chặn đường tam hợp, chặn đường nhị hợp, chặn đường lại không cho kết hợp các cung, được chưa? Dính đến triệt, tuần triệt thì chú ý, từ tuổi triệt thì trước 30 thật sự chú ý, còn tuần từ 30 đến 45 thì chú ý hai cái độ tuổi đấy. Điền mà dính tuần triệt ấy, đang cung tất cả các cung nó đang vượng ấy, dính tuần thì còn đỡ, dính triệt thì nó chưa chắc đã kiếm được cái mảnh đất nào đâu nha. Nhưng mà nếu là cung nó sát tinh nó nhiều hoặc là bại tinh nó nhiều ấy, thì chính là triệt
nó đỡ đi cái phần phá tán đấy, thì tuần triền giống như là giữ lại được cái mảnh đất mà mình đã mua hoặc là mảnh đất mà bố mẹ để lại. Đấy là tuần triền, nó nằm ở điền trạch đất cát nhá. Vận mà vào điền trạch có nhiều cát tinh, như thế này, mình chưa nói đến cái kết hợp sau nhá. Vận mà vào đến điền trạch có nhiều cát tinh vận đấy, nên khuyên con người ta tận dụng tối đa cơ hội vào điền đất, mà đặc biệt nó nằm ở cái cung, những cái cung nhị hợp giống như tí xỉu ấy, hoặc là ngọ mùi thuộc cổ đây này, cực đẹp luôn. Ví dụ vận mà nó đến điền này, điền phúc mệnh phụ phúc điền, ví dụ phúc điền nó hay đi với nhau, phúc điền đến đang đến vận có phúc có điền mà đang vượng, khuyên con người ta tập trung vào đất cát đi, hoặc phất ở tí ngọ hoặc là ở tí xỉu. Nhưng mà cung điền ấy, ví dụ nó nằm ở cung ngọ hỏa thì được, nhưng mà ở tị với ở thân ấy, tị với thân này, được chưa, bấm được thế bàn tay chưa, tị với thân thì nó là nằm ở thủy, thì điền này nó là điền đầu tư thủy, mà điền đầu tư thủy là điền đất liên quan đến đầu tư. Mà điền trạch ấy mà có thiên mã vào ấy, thiên mã lộc mã giao trì ấy, nó rất dễ. Điền này là nhà mặt đường này, nhà mặt đường này. Mã lộc giao trì mà dính tuần triền nữa là chỉ được mặt ngõ hoặc là một phần mặt đường thôi, được chưa, hoặc rơi vào tam phương tứ chính là nó cũng có mã thiên mã với lộc tồn hoặc hóa lộc, còn gọi là lộc mã giao trì ở điền, thì điền đất đấy là buôn bán có lộc nhá, buôn bán có lộc, lộc tồn ở điền trạch ấy. Ở dần mặc định là ở dần ở điền ấy, điền ở dần hay ở thân ấy, à ở dần này, điền đất ở dần ở ngọ này, mặc định có một yếu tố gì liên quan đến hỏa rồi, liên quan đến yếu tố chút là buôn bán hoặc là công thông tin hỏa mà thông tin hoặc là bên buôn bán, được chưa. Duy cung điền chắc là hôm nay chỉ việc điền thôi, định ba cung luôn nhưng mà không đủ. Ok, thiên mã đúng là nhà mặt đường à? Cái này là xem nhiều mà, xem nhiều thì thấy thôi. Thiên mã ngày xưa, thiên mã là xe cộ, chẳng lẽ điền cái thiên mã là cái vận động, đất thì không thể động được, mà thiên mã là chính là ngựa xe nó chỉ có đi trước mặt đường thôi, chứ đất mà động nữa thì chịu đấy, được chưa. Hoặc là tam phương ví dụ trong tam hợp đấy cũng có thiên mã, cũng có lộc tồn, cung điền nó nằm tại cung còn lại, nó cũng liên quan đến một số yếu tố liên quan đến đất mặt đường, được chưa. Mặt đường mặt ngõ có yếu tố giao thương hoặc buôn bán tại cái nhà đấy, có lộc buôn bán, có hiểu không nhỉ, có hiểu không. Ok, đấy là điền trạch đất cát nha, những sao cực kỳ cát tinh rất cát, như thiên quan thiên phúc ân quan thiên quý long phượng hổ cái mà đủ bộ, được chưa. Hóa kỵ à, giữ tài giữ điền rất tốt rồi, nhớ cái con hóa kỵ đấy nha. Hóa kỵ rất xấu các cung khác trừ hai cung tài điền. Ok, long phượng hổ cái thì nhà đấy có thế tốt, cái điền đất nó có thế vượng. Thôi cái đấy thuộc về phong thủy thì không nói thêm đâu, chỉ nói về mặt cơ bản là nó như thế, được chưa. Mà đặc biệt cung điền mà không có chính tinh ấy, cung điền đất mà không có chính tinh tọa thủ ấy, hoặc là vô chính diệu ấy, thì phải tập trung nhìn vào cung chính chiếu là một, thứ hai là tam phương nó hội đủ bộ như thế nào, được chưa. Hôm trước rất nhiều người hỏi là cung điền này, nhiều hỏi có tiền hay không, người ta hay luôn luôn nhìn hai cung, cung điền trạch và cung tài bạch. Lại nhắc đến nhiều khi cung tài không có tiền, hoặc cung tài nó lưu chuyển nó nhiều nhưng cung điền nó vượng, thì người này nó không phải là nghèo đâu nhá, được chưa. Cung điền mà không có nhá, tài dù vượng mấy thì vượng nó cũng chỉ là kiếm nó xoay xung quanh nó tiêu nhiều thôi, thì chưa chắc nó đã có đâu, được chưa. Phải nhìn cả hai cung, cung điền của em có thiên mã và lưu thiên mã. Lưu thiên mã là lưu theo nam, lưu niên đã nói rồi, sau học phú xong cho học lưu ha. Phải thuộc các cung đã thì mới học hạn được, được chưa. Nhớ về nguyên lý tuần triệt nhá, đặc biệt nhá, những cái sao cát. Hôm trước trong cái buổi ấy, mình đã chia thành hai cái giống như mặt đối lập rồi, tốt và xấu. Những sao tốt bên này, nhớ cái bài 11 hay bài 12 không, xấu cái này đấy. Cứ án tất cả các cung vào như thế này, mọi người sẽ xem được ít nhất là cung đấy có tính chất gì đã, được chưa.
đã bắt đầu dần dần hình thành phương và cục rồi. Ví dụ dần ngọ tuất là hỏa rồi đúng không, thân tứ tình là thủy rồi đúng không, hợi mão mùi là mộc, được chưa, tị dậu sửu là kim. Mọi người dần dần như thế để nhìn được cái tam hợp như thế này. Và nhị hợp đến buổi 14 ấy, cái lân cung hôm sau nói rồi, nhị hợp là cái các buổi mình đều, mỗi buổi mình đều thêm một chút về nhị hợp, thì mọi người dần dần hình thành lên là cái lá số nó lên trong đầu, thì nếu một cung thì mình sẽ nhìn như thế nào, được chưa, sao tốt thì như thế nào, sao xấu nó thể hiện đúng cái tính chất là gì. Từng ấy tài liệu đủ mọi người đọc cũng có thể tự luận được rồi. Luận thêm, mọi người cũng gửi thêm tất cả các lá số mà mình biết nhá. Không tính thế đâu. Còn điền này, còn tài nó, vì sao cung điền nó vẫn tính là không, mà tính là cung lớn? Bởi vì sao? Con người đâu nhất thiết là phải có đất cát đâu. Đúng chưa? Công danh sự nghiệp vẫn có, đúng chưa? Vợ con các thứ đều có, tiền tài nó đều có, vẫn được mà. Điền trạch nó chỉ là một phần thôi. Nhưng mà xét về độ lớn, về tài sản hay các thứ khác thì xét cả hai cung như thế này. Nhiều người hỏi thì lúc chú ý nhìn tiền của người ta phải chú ý nhìn điền. Nhìn điền cũng phải hay nhìn tiền lại. Được chưa? Hỏa linh nó rất hay. Đậu quân, ân quang thiên quý, nhớ những sao rất đẹp nhé. Ân quang thiên quý quý nhân, tà phù hiếu bật, thiên quan thiên phúc. Được chưa? Tiếp tục, hôm sau ví dụ luôn một thể mà. Thái phụ phong cáo, hôm trước cũng nói rồi, thuộc về tốt hết. Thái phụ phong cáo mà ở điền ấy. Nhà trước có người nào có chức sắc không? Tính theo bao nhiêu đời, tính theo ngũ hành là biết được bao nhiêu đời này, nam hay nữ. Được chưa? Thái phụ phong cáo, chức sắc hoặc được phong tước. Cô thần quả tú này. À, hóa kỵ với cô thần quả tú, nhớ lại nhá. Cô thần quả tú, ở tài và điền thì giữ được tiền, giữ được tài. Tất nhiên là không gặp những sát tinh nó phá quá mạnh, giống như không kiếp, hỏa tinh, kình đà, long trì, thanh long, không thanh long, long trì, hoa cái là sao tốt đấy, hoa cái sao rất tốt, hoa cái ở tài và điền, hoa cái bình thường nó chỉ là trung tinh, nó nhẹ thôi, nhưng mà khi gặp những cái cung tài, những cung điền này nó cực vượng. Hoa cái là cái gì? Là cái lọng tre của vua ngày xưa. Cái lọng tre, nếu cái thế đất đấy tốt, thôi nói chạm thêm một chút về vấn đề là đất cát một chút nhá. Cái thế đất nó tốt mà có cái hoa cái ở đấy, tức là cái thế đất nó cực vượng, tức là cái nhà đấy cực vượng. Được chưa? Còn cái hoa cái mà nó chỉ nằm tại cung tài không thì là trợ giúp cho đường tài bạch thôi. Còn các cung khác nó phải đủ bộ long phượng hổ cái, có các bộ chính rồi mà. Sao Phú nghe là rõ nét. Được chưa? Tiểu hao, đại hao à? Song hao cư điển. Song hao cư điển nhiều lắm. Biến chuyển thay đổi nhiều, song hao. Này. Song hao giống như là cái không kiếp, kình là không kiếp ở linh tan hổ hao khốc hao ấy. Hao tán, hao tốt. Nhưng mà tham lang nhá. Tham lang này, thất sát này, hoặc là hỏa sát phá tham, hoặc là phá quân, những cái sao song hao nó chế được. Tử vi không chế được song hao đâu nha, vì nó đại tiểu hao nó thành cung chính chiếu. À, trong cái phần mềm của bên iPhone ấy, nó có cả lưu đại hao với lưu tiểu hao, nhưng cái đấy dùng được không dùng được, chỉ có long song hao thầy mệnh nhìn mới rõ nét ấy. Cự môn và ngộ song hao ấy. Cự môn hoặc là cự cơ ấy, ở máu dậu và ngộ song hao là cách cục đấy, nằm trong cách cục lớn nhé, cách cục của đại phú ấy. Dùng khả năng ngôn ngữ, dùng mỗi cái khả năng tính toán hoặc là ngôn ngữ thôi cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền. Ok, hoặc là cái nghề liên quan đến nghề tư vấn ấy. Đấy, nhưng mà tư vấn của cự cơ ngộ song hao cũng có thể nói quán chúng luôn, ngày nay người ta còn gọi là sale ấy. Ok, đâu nhỉ? Mấy giờ rồi? Để tự mình xử lý không khí và ví dụ. 2 giờ kém rồi nha. Mọi người lại post lại cung điền trạch của mọi người lên nhá. À, duy cung điền này này. Hầu như dưới 30 tuổi thì xem làm gì cho nó nhiều. Mọi người kiếm được những cái lá số từ khoảng 35 đến khoảng 50 tuổi ấy, nhìn cung điền rất hay. Nhìn thấy rõ nét những biến thiên nhiều như cung điền, hoặc
những ai đã có nhà cửa hoặc là liên quan đến nhà cửa đất cát rồi và đã mua bán rồi hoặc là đã thuê, thuê nó cũng tính một phần thôi nhá. Ngày nay tử vi ngày nay còn thay đổi thêm một chút này, ngày xưa nó chỉ có mua bán nhà cửa thôi, thuê nó rất ít hoặc là thuê điền nó rất ít, nhưng bây giờ cái bản thuê ấy, nó cũng tính vào cung điền luôn, được chưa? Người ta xem bây giờ cũng xem thuê và mua bán rồi thì cung điền bây giờ nó cũng thêm cái phần thuê nữa, được chưa? Vẫn tính được mà, được. Thì tử vi nó biến đổi thêm một chút thì ai những ai xem ấy, tốt nhất là từ 35 đến 50 tuổi những biến động cung điền của người ta rất nhiều luôn. Thì nhìn những cung điền như thế này ngành nghiệp lý nó mới có phần khách quan hơn mà có phần nhiều hơn, nhiều thông tin mình chiêm nghiệm hơn, được chưa? Không sao, là cung điền sau mình sẽ bóp thêm lá số cho mọi người, gửi lá số của mọi người lên nhá, nếu có biến thiên như cung điền đất rồi hoặc kiếm được lá số thêm thì gửi thêm, được chưa? Nhà em ba đời không có chức sắc gì à, có tính đến đời sau con cháu không? Tính đâu, về xem lại là biết. Thu Hoàng, cung điền có vũ khúc và phá quân. Vũ khúc phá quân chưa nói lên được điều gì cả. Cung điền có thiên mã, lưu thiên mã, lưu thiên mã năm nay á, lưu thiên mã năm nay thì động điền là chắc rồi. Ok, hết rồi, ok nhá. Vâng, gửi lên đi, hôm sau mình sẽ gửi thêm ví dụ. Nô vợ và huynh đệ hôm sau tính vào một cung thôi. À, hôm sau tính vào một buổi thôi nhá. Nô vợ và huynh đệ là hết là ba cung, còn mấy nhiêu bệnh. Phụ mẫu này, phụ mẫu xem riêng này, phụ mẫu này, phụ mẫu xem riêng này. Hôm sau là nô vợ và huynh đệ, phụ mẫu xem riêng này, tử tức phải xem riêng này. Tử tức này. Thế này quá buổi rồi. Mệnh phụ phúc điền quan nô di ác tài tử gia nhân. Mệnh phụ phúc điền hết rồi mọi người. Sáu cung nhỏ nè, mệnh phụ mẫu này, phúc điền, điền vừa nói hôm nay quan nô nô rồi, nô gì ách ách à, bệnh tật nữa đây, bệnh tật tập ách, sức khỏe đây, cái ba cung này là ba chuyên đề riêng. Hôm nay 17 rồi đúng không? 17 này, 18 rồi đây, 19 này, 20 này, 21. Úi dồi, nhiều phép nhỉ. Rồi bắt đầu luận được đi, tại vì tất cả các sao chính tinh đều mình đều nói rồi mà. Ok, mà trong hai cái tập tài liệu mình gửi rồi đấy cũng có các phần ở đấy rồi, mình cứ đọc dần đi xem ứng đến giai đoạn nào. Chứ ví dụ anh ví dụ cũng ví dụ như thế luôn, được chưa? Tại vì xem cho khách thì sử dụng một số kinh nghiệm, một số kỹ năng nữa thì thêm thôi, chứ còn tất cả đều ứng dụng cái công thức như thế nào xem tại cung đấy, tam phương tứ chính hết. Sau đó có thêm một chút về ngũ hành hoặc là luận giải nếu vào vận, tức là một số kỹ thuật về là vận và hạn đấy và phú thì có thể luận giải được ngay ấy mà, được chưa? Buổi 18 là nô bộc của huynh đệ khoảng mai, không phải ngày kia đi nhá, chủ nhật đi nhá, chủ nhật hoặc thứ hai 18, hai ngày nữa là phụ mẫu. Hai, bây giờ cứ hai ngày mình xem một lần nhá, cứ không học liên tục nữa. Cái này phải cần nghiệm lý một chút, khó khăn về cung đấy hay là có vấn đề gì về cung đấy thì cứ gửi thẳng lên luôn. Ví dụ đang ở điện trạch ấy, giống như bạn Juki Jung năm nay ấy, lưu điện trạch, lưu thiên mã này, thiên mã ở đấy này, hôm sau thì học, hôm sau lưu sau thì chắc chắn là có động về điền rồi, được chưa? Phụ mẫu phải học kỹ, tại vì sao rất nhiều người hỏi liên quan đến phụ mẫu, tử tức và bệnh tật thì không đùa được, được chưa? Thì xem coi như là 21 đến buổi thứ 21 thì sẽ xem được tổng cộng là 12 cung cụ thể như thế nào, cách xem như thế nào, nếu xem thì sẽ xem được cái gì. Thì đến buổi 21 là mọi người có thể tự xem được cho mình, tự xem được cho người nhà, và bắt đầu nghiệm lý từ 10 đến khoảng 50 người đi. Đấy, thời gian đó. Được chưa? Điền trạch nhá. Tí nữa post cái topic là điền trạch của mọi người lên nhá. Động về điền là mua bán hay tính phần âm? Đừng có tính phần âm vội. Đã nói rồi, anh không theo phần phong thủy của cái này, nên tốt nhất là mọi người chỉ nói là động về phần chính thôi, tức là phần bình thường mình nhìn thấy thôi nhá. Phần âm nhé, các thứ không tính, được chưa? Hóa giải về phong thủy nữa không tính luôn. Bây giờ mình chỉ là xem lá số tử vi có vấn đề gì hay không, luận giải cuộc đời người ta như thế nào, công việc như thế nào, công danh đường tình duyên như thế nào, vận hạn như thế nào, mình chỉ là xem thôi. Phần hóa giải này mình chưa làm được đâu, được chưa? Tài liệu tệp trong nhóm, đúng rồi, tất cả tài liệu chính mình chỉ gửi trong nhóm này thôi. Còn mọi người muốn ai đọc được nhiều thêm ấy, thì đọc thêm. Thế được không? Điền mà có song hao là vui thế. Điền đất có song hao.
xong ham vào cái vận trường sinh thương mã này, này định cư ở nước ngoài này. Mấy trường hợp định có xong ham, tiền có xong ham sẵn sàng bán đi để sang nước ngoài định cư, vận nó phải sang tiểu hao thì tất có đại hao, có tiểu hao thì sẽ tất có đại hao, bởi vì sao? Đại hao với tiểu hao nó chính chiếu với nhau, đúng không? Là cùng chính chiếu rồi thì luôn luôn có tác động, nhớ chưa? Tam hợp này, nhị hợp này, chính chiếu này và lân cung. Lân cung về sau trong phú thì cảm giác thôi chứ còn không thành chính thống. Còn ba cái cung chính mọi người cần nhớ đấy là đại cung đó, tam hợp của cung đó, nhị hợp và chính chiếu. Bốn cái thứ đấy luôn luôn nhớ thì mọi người có thể cảm giác được trên lá số tử vi có những cái gì. Tất cả các cung đều xem theo một nguyên lý như thế. Nhớ 12 cung trên lá số tử vi là Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Và nhớ các chính tinh, 14 chính tinh, các trung tinh lớn nó rơi vào khoảng tầm 10 trung tinh thôi. Là nhớ khoảng 20 đến 30 sao, nhớ tuần triệt một chút. Các phụ tinh nó nhớ tầm 30, 32 sao chính thì mọi người có thể luận đoán cơ bản về lá số tử vi rồi. Ok chưa? Bây giờ có mình cái nguyên lý nhị hợp mà nhiều thầy giấu, kể cả thầy ở Hà Nội hay thầy ở Nam Định giấu, lúc hỏi ra hóa ra chỉ có mỗi cái nhị hợp không, kể cả tam hợp cũng thế. Tam hợp là biết được cái bệnh tài quan như thế nào, phúc phối gì, nó ảnh hưởng gì đến nhau. Ai mà đọc nhiều rồi ấy, có thể lên mạng tra một cái bài luận rất, những cái bài luận rất hay của một người tên là Phượng Hoàng Lửa nhá. Những ai chưa học, chưa hiểu về tất cả các cung thì không nên đọc bài của ông này. Vì ông này chuyên về đến tầng thứ 3, thứ 4 rồi, có thể luận về ngũ hành và cái tam hợp nó rất chuẩn rồi. Ai đọc nhiều thì mới lên thôi, còn không thì thôi cứ xem theo cái sơ đồ như thế này. Ok nhá, chào cả nhà nhá. Đất trường sinh là sao hả Dung? Điền Trạch nằm một trong bốn đất trường sinh, sao lại bốn đất trường sinh gì? Điền mình có Phượng Các, Đường Phù, Thiên Việt, Thiên Quan, Nguyệt Đức, Thiên Hỷ, Hỷ Thần, Linh Huyền, Cương Cung Điền đẹp thế. Đế Vượng này, rồi là vào Cung Mùi này. Ok.